Kính thưa quý vị và các bạn, nhằm tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm kiểm soát hoạt động khai thác chuyến bay thương mại và di biến động, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Cục Hàng không Việt Nam mới đây đã có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải cho phép dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách thường lệ giữa các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nói chung và đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội nói riêng, chỉ ưu tiên chuyến bay phục vụ công vụ và nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh. Trường hợp cần thiết phải di chuyển địa phương, có người di chuyển phải thống nhất với địa phương nơi đến của chuyến bay và địa phương tiếp nhận nếu khác với địa phương đến của chuyến bay, để kịp thời đón và tiếp nhận ngay tại sân bay, thực hiện xét nghiệm và cách ly theo đúng quy định.